chào các bạn. Hiện tại mình đang ở ngã ba Tân Phú. Đó, đường này là đường vô ngã ba, đường vô kho đạn nha các bạn. Đó, quẹo cái đường này là đi về Vĩnh Long nha. Đó, còn đây là ngay cái chỗ mà gì nè, Trần Quang Chiên Sĩ Lẻ các loại gì dớn ngục đèo gì cá ếch gì nè, bán trần câu. Này là ấp Tân Hòa Trong, xã Tân Phú Tây nè. Ấp Tân Hòa Trong, xã Tân Phú Tây. Đó. Còn này bán cá mực sấu 30.000 ký nha các bạn. Giờ mình sẽ chở các bạn đi về tay trái, về một ngày. Đó, giờ lên đường 6 giờ rồi, giờ tranh thủ chạy về thôi. Đi đường này về. Đường này nay người ta làm lại hết rồi, chạy lát. Giờ ra đây chạy phê lắm. Giờ ra đây là mình bao phê luôn á. Đây, đường này giờ rất là ngon. Làm lại hết, cán nhựa lộ lại hết rồi. Đó, đồ ở đây rất là ngon nha các bạn. Này là cán lắng lình luôn. Giờ là 6 giờ rồi, hồi nãy 5 giờ là ở trên cầu Hàm Luông, mình quánh một vòng lên Thanh Tân, lên Trường Thịnh, băng qua Phú Mỹ, ra cầu Năm Tán, giờ vòng về Ngõ Cài, về thì kêu gì, Thành An, về tới Thành An. Về tới đây nữa 6:30 quá, quánh vòng là 1:30. Ở đây là cây giống nè, ổi giống rồi. Đường ở đây là đổ lại hết, hôm mỏm thì làm mới tới Thành An thôi, còn nay là xuống tới dưới rồi. Nè, cà phê dễ khát quá trời luôn. Đây nè, đó thấy không? Trời ơi, quán cà phê. Ai uống cà phê không? Ghé vô uống cà phê. Mời các bạn vô uống cà phê. Vô làm một ly cà phê. Đây, ngã ba. Đường rất là đẹp, đường chiều một ngày. Đây là ngã ba quẹo vô Thành An nha các bạn. Đây, thấy không? Thành phố Bến Tre là 13 km nữa. Đó, đây là đó Đồng Dừa nè. Hủ tiếu bún riêu. Đây, gà đi bộ. Đó, đây là đi vô ngã ba Thành An đây. Bún riêu, cua đồng, giò heo. Giống này là bán bưởi giống với mít giống. Cửa hàng Ước Mơ quá đã luôn. Ước Mơ hủ tiếu gõ 20k. Chiều dài dài đường ở đây bán hàng bông nè. Đó, bán đồ ăn vặt. Bán ổi gì mặn. Đây là dừa giống nha các bạn.
hủ tiếu bò viên bánh ướt xôi mặn 20k 35-45. Còn này là đường vào công ty Diệp Dương. Dừa này. Bán dừa, dừa xiêm, hột vịt lộn, hột vịt lạc, bán lạc, hột vịt lộn, luộc lộn, hột vịt lạc, luộc lại hột vịt lộn. Đây có mấy cây cao, cao gì xăm banh hay gì đó, bán hàng bông nè, dưa leo nè, dưa leo hành đó. Giờ tới đây là ngã ba, ngã tư kêu là gì ta, về tới ngã tư rồi. Giờ quẹo phải là mình đi về Trà Vinh nha các bạn. Mình giờ mình sẽ quả cái về thành phố Bến Tre. Đường này là đi ra cầu Hàm Luôn, quẹo phải là đi về Trà Vinh. Đó, phố thị đã lên đèn rồi các bạn ơi. Phố đêm đèn mờ dần dần, màu trắng như màu đèn, tắt đèn là tối tôi phui 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 về. Cho thuê mặt bằng, cho thuê đất, đây là bạn dừa sáp, nhà dài để bán dừa sáp. Một buổi chiều mình đã chở các bạn đánh một cái vòng, một cái vòng tròn. Chở các bạn đi một cái vòng tròn. Giờ tối luôn. Ôi ôi làm thạch dừa nè. Ghê không? Nay đi vô đây nhìn thấy sạch sẽ dữ vậy ta. Vô đây dòm thấy nó lạ lạ mới mới gì sao. Trong này nay có đèn đường làm có một bên nè. Cái này là người ta tiết kiệm điện. Người ta làm đèn đường chỉ có một bên thôi. Còn một bên là không có đèn đường. Một bên là ăn ké. Rồi, trước mặt các bạn là ngã tư Tân Long. Bây giờ mình xin tạm biệt các bạn ở ngã tư Tân Long nha. Giờ bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Đó, giờ mình đã về tới ngã tư Tân Long rồi. Bye bye.